Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh DIY Fun. DIY là một chữ viết tắt của tiếng Anh các bạn. Chữ này thì có nghĩa là độ chế nha. Tự tôi chế. Viết tắt từ ba từ gì mình quên rồi. Ok, nếu được thì các bạn cho mình một like nha. Like và đăng ký. À không, like cũng được nhưng mà đăng ký cộng với nút chuông. Để làm gì? Để khi mình lên cái clip á, là các bạn biết được ngay nha. Biết ngay. Đó, để có thể mình theo dõi hoặc là mình lên mình coi được những cái clip phù hợp nha, để mua được đồ. Hôm qua một khách cọc mà 1 triệu nha, một cái tủ, và một khách bữa trước đã chuyển khoản đủ 2,2 triệu, và thêm một khách nữa mới cọc 500 nha, ba tủ. Tối nay mình làm luôn nha. Đang có chút vấn đề về cái nước vệ sinh nó hết giữa chừng. Tối nay sẽ vệ sinh và sáng mai đưa đi nha. Các bạn đón xem, tối nay mình sẽ review cho các bạn coi. Đây, ba mình đang lựa ra nha. Tủ này là hàng loại một các bạn nhìn xem, ít ít cấn nha, ít cấn, ít móp, ít cấn, vẫn có cấn nhưng mà ít nha. Đó, và đủ 4 khay nhựa nha, và một khay nhôm ở đây nè, một khay nhôm. Và bánh xe thắng mình sẽ bảo trì lại hết nha, vệ sinh lại bằng hóa chất cộng với xà bông các kiểu, về khách không cần phải làm. Còn khách làm thì không có đồ thì làm rất là cực các bạn nha, súng xịt các kiểu. Ok, 2 triệu 2 một tủ nha, bao ship, hoặc là 2 triệu tới nhà chở. Sẵn thì mình giới thiệu tới các bạn có một cái đặc biệt. Này, khay gì ta? Đây, cái tủ này. Tủ này các bạn thấy là nó khá là đặc biệt luôn đó nha. Đó, khá là đặc biệt luôn. Có 102. Ở đây cái nút này bật lên. Trong đây có một cái hộc, không biết đựng gì trong đây. Nó có hai cái lẫy đẩy lên nè. Cái này chỉ có một cái duy nhất thôi, không có cái thứ hai. Còn cực đẹp luôn, các bạn nhìn nè, cực nét nha. Bắn xuống, chặt lại nha. Còn các bạn, cái này là các bạn khiều nhẹ thì nó lên nha, nó không có, nó chỉ có là cái lẫy thôi. Đó, rất là đặc biệt. Để đẩy ra sáng sáng nha, mình giới thiệu nha. Tủ này đủ 4 khay nha, đủ 4 khay thêm là 2 triệu 6, 2 triệu 6. Đặc biệt có một cái, thực ra có hai cái nhưng mà hai ba cái nhưng mà mình chỉ lấy được một cái thôi. Cái bên bãi nó bị hư, bị hỏng, bị ấy rồi. Các bạn thấy cái này chưa vệ sinh nha các bạn. Nhìn cơ bản các bạn nhìn sẽ thấy hàng loại tuyển. Có một vài chỗ này thì mình sorry nha. Cái này anh em nào và khách chia sẻ đó. À, gì ta, Matit các bạn, Matit đánh lại một cái nha, sơn xịt sơn cái là xong nha, Matit nha. Cái này thì bất đắc dĩ nha các bạn, khách nào về chịu khó xử lý nha, còn không thì mình đặt Matit về mình làm luôn. Đây anh em thấy nha, vệ sinh lên thì rất là nét nha, đặc biệt ha, khá là đặc biệt các bạn, kiểu dáng khá là đặc biệt. Để mình chốt khóa lại. Thắng với ấy còn không bông sơn luôn nha. Thắng lại coi. Ô, thắng rất tốt nha, thắng rất là tốt. Đó. Cái này gì các bạn? Ý. Cái này cũng được các bạn ơi. Ha, cái này cũng được nè. À, tức là khi các bạn mở khóa ra thì các bạn kéo nó ra nha. Đóng lại thì chốt lại. Cái này chưa vô nha, chưa vô nha. Đó, vậy là vô nè các bạn, nó xuống sáng là vô nè. Vô thì mình cũng mở được nha. Airline rất là nét, keo chỉ rất còn ok. Con này chỉ bị một khuyết điểm nhất rồi thôi, hai vết cấn này. Anh em nào biết Matic á, bị Matic lại nha. Hiện tại giá 2 triệu 6 bao ship là mình không Matic nha các bạn, tại vì mình không có công, với lại mình chưa có mua được cái đó loại đó. Mà tiết kiệm phụ phụ sơ 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 sơn lại là xong. Còn đây một cái khóa, cục ngăn rất là đẹp, anh em tặng vợ hay tặng con, đứa con trai gì đó, con gái gì đó ha, đựng đồ linh tinh. Hai thằng cu nhà mình mỗi thằng có một cái các bạn, đựng cho 4 cái hộc đựng đồ đi học nha, tập sách vở các kiểu, là một thằng một tủ thôi, gọn bân, khỏi có suy nghĩ, khỏi cần phải để lung tung. Alo alo, cần gì nói luôn em.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, 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 rồi. Gần, gần, gần. Anh Long Thới, anh chạy ra xíu và mai anh ra. Thì biết, lần trước anh cũng đi lấy gần mà. Ý là như vậy đó, mai anh mới rảnh được. Rồi. Ừ. Không, 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 không. Anh đâu ra đâu xa lắm. Gần nhà anh có BIDV, lần trước anh cũng ra gần nhà anh lấy đó, đó là tiền YouTube, làm YouTube. Ok. Ok, cảm ơn anh nhiều. Ok. Ê, cảm ơn cái này là ấy da. Nó mới quẹt mình cái chảy máu các hồi nãy để trong, bây giờ mới dọn 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 đưa nó ra cái nó quẹt vào phát. Chảy chảy máu luôn. Tin này là tin tốt từ BIDV nha. Tin tốt từ BIDV. Đó là cảm ơn các bạn nha, vừa mua hàng mà vừa xem video giúp mình cũng có thêm một khoản thu nhập, nhưng mà khoản này á là mình đang trải nghiệm thôi. Nha, được 100 đô. Làm mấy tháng trời được 100 đô các bạn. Còn những mà kênh lớn á, những kênh lớn nha, họ làm trong vòng một clip được rất là nhiều tiền. Như kênh Bà Tần Vlog các kiểu là các bạn biết họ họ share thông tin công khai nha các bạn. Có một cái clip mình xem là đỉnh điểm một tháng là hơn 300 triệu á nha, tiền YouTube ạ. YouTube trả nha. Còn mình 3 4 tháng dồn lại có 100 đô ha. Lần này lần thứ hai nha, lần trước thì lần thứ hai. Đây là một trải nghiệm các bạn, một trải nghiệm nha. Xem cái quy trình trả tiền làm sao nha, làm sao. Và khi mà bật kiếm tiền thì nó sẽ có những cái yếu tố gì gì các kiểu ABCD nha. Đó là một trải nghiệm thôi chứ thực ra là cũng không đáng bao nhiêu. À, cái này là quà của quý khách nha, ủng hộ nha, vừa ủng hộ hàng mà vừa ủng hộ kênh, chân thành cảm ơn quý khách nha. Ok, cái này các bạn nhìn bên trong nha, mới ken nha các bạn, mới ken xà beng nha. Bên trong đủ 4 khay giá 2 triệu 6 bao ship hoặc 2 triệu 4 anh em tới nhà chở. Còn chỗ này sorry anh em nha, về Matic lại ha. Hoặc là Matic thêm lấy thêm 100k. Matic cái trọng cộng chai sơn có anh khách chia sẻ nha, mình Matic đánh bả xong mình vuốt nhám lại xong mình lấy sơn á, phủ 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 vài cái nhìn là không biết luôn nha. Còn có khách mua hàng gọi là hàng 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 loại 2 bên mình á, về giá tốt á, về xong ảnh bỏ công ảnh đánh Matic lại hết nha, ảnh sơn lại bán giá tốt. Đó cũng là một cái ấy nha. À, nhân tiện đây thì mình đang xả một cái lô tủ dài nha anh em, xả một lô tủ dài cũng không có nhiều đâu, cỡ cỡ khoảng 20 cái đổ lại thôi. Một cái lấy tại bãi nha, 1,8 triệu xuất đi luôn, 1,6 triệu nếu mà lấy nhanh gọn lẹ nha, 1,65 triệu, 1,65 triệu xuất tại bãi. Còn mà về mà phải làm vệ sinh dọn các kiểu, phí vận chuyển về, phí ship đi hai đầu, cái 80 các bạn, cái 80 là dài gấp đôi này nè, hai cái này nhập lại nè, cái 80, cái 80 cm đó nha. Thì hai cái đó mình đã xuất đi ngày hôm qua rồi, nhưng mà ngày mai mình đi chở thêm hai cái nữa và cũng sẽ về thêm một số cái nha. Cho nên mình muốn bán lại cái lô đó cho anh em về làm, thì mình không có công, thứ nhất, thứ hai là kho mình nó đầy quá rồi. À, thì 1,65 triệu mình báo giá solo tại bãi, có xấu có đẹp. À, nhưng mà đẹp ít nha. Đẹp thì nói vậy thôi cho các bạn biết chứ đừng có nói tưởng, đừng có nghĩ mà đẹp là nó quá đẹp. Khay thì đây nè, khay nước bể rất là nhiều à. Cho nên về mình lọc lại nha, lọc lại rất là nhiều luôn các bạn đó. Ok, giá solo tại bãi nha là 1,65 triệu, anh em mà làm được thì liên quan tâm liên hệ mình đó. Còn mà về mà đem về phí vận chuyển các kiểu nha, bán lên 2,5 triệu à, 2,5 triệu là không khay các kiểu á, thì cũng lãi được thêm một vài trăm, nhưng mà việc mình rất là nhiều nha. Ok, tiếp tục tiếp tục. À, con này xả 800 cho hôm nay, một cặp hai con, một con 800 bao ship về cấp điện là chạy thôi nha, mình đã test một con rồi. Còn cặp này tối nay mình sẽ dọn ra à, dọn ra test lại lần nữa và xả cặp này. À, mình đang định để một cái xài nhưng mà chưa biết cái nào, chưa biết cái nào, ưu tiên bán cái này 2 triệu 9 bao ship cho anh em, 2 triệu 9 nha. Kẹp 13 ly Yukiwa, con này đi theo máy luôn nha, đi theo máy luôn. Bass inox zin đầy đủ.
Đó, con này khách nào mà công ty, nhà máy hay là cá nhân mà chạy hàng loạt á, lụm nha. Nó là chạy khí nén nha. Hoặc ở đây các bạn có thể độ chế vào một cái trục vít me để điều khiển qua động cơ bước ha, điều khiển qua động cơ servo các kiểu nha. Con này cái cơ bản là nó dễ độ chế nè. Tại vì ở đây cái bát này nè các bạn. Đó, ở đây rồi có ốc các kiểu nha, thì mình độ chế rút ra rút vào nha. Mình tháo bỏ cái trục này đi. Đó, lấy đây cái khớp này cộng với chỗ này. Đó, chỗ này nó thẳng hàng với nhau nè. Đó, mình làm trục vít me qua nha. À, co ra co vào. Tối nay mình sẽ test cho các bạn coi là nó co ra co vào có dễ dàng không nha. Đấy, tại vì cho các bạn xem trước. Đó. Con motor này đã bán rồi. Cảm ơn anh khách nha. Bây giờ sẽ xử lý đơn của anh cho xong để sáng mai cho đi. À, trưa mai chứ. Chiều mai. Trưa mai 2 giờ chiều. À, xử lý. Và sau đó mình sẽ lôi cái bộ này ra. À, mình làm cái máy khoan của mình đang cần khoan để làm đồ cho anh khách. À, lấy ra. Con này bán hết rồi, hết hàng luôn nha các bạn. Hết hàng luôn nha. Con sạc vô 100W nha, 100W, 100V. Hàng gần như mới tinh. Con này bán các bạn 100k bao ship. 100k bao ship có hai con, mỗi con 100. À, khách nào về đấu lại tam giác chạy 50W của 50V chứ. À 100V chứ. 100W 200V các bạn, mình báo nhầm nha. Còn con này đã mới bán rồi, mới test xong cho anh khách nha, im ru bà rù luôn. Hồi nãy á, rất là nhiều khách hỏi mấy hôm nay các bạn, mình đã báo là cái con xanh xanh kia bán rồi, còn con này à, nhưng mà hỏi được vòng vòng lát cũng đòi chốt con kia. Đó. Con kia bữa nay đi rồi các bạn. Cấp điện 220 nha, im ru. Hàng Chubaki Japan. Bao bền luôn. À, mấy hàng nội địa này các bạn xài thì yên tâm. À, so với cái hàng mới mà hàng China mà cỡ như vậy các bạn xài chừng 6 tháng năm nó rệu hết các bạn. Nó rệu nó rã hết nha. Con này khả năng cao mình sẽ làm một clip test tời kéo cáp đây nè các bạn nha. Tời con này đầu tiên đập vô mắt là nhìn ốc lục giác hoa thị là các bạn thấy mê nha, mê rồi. Hàng Germany chính hãng nội địa nó mới xài mấy cái này à. Hàng Germany chính hãng nội địa nó hay xài ốc này các bạn, ốc lục giác hoa thị đó, ốc này rất khó chịu. Lực kéo 46 Newton trên mét nha. Tỷ lệ hộp số là 1 phần 160. À, quá dữ luôn. 24V 1000 vòng. 1000 vòng chia 160 chia 200. 1000 chia 200. 1000 chia 200 bằng 5. 5 vậy con này cỡ 10 vòng phút nha, 8 9 vòng. Cỡ 9 vòng phút. À, các bậc đạn cho bá lửa luôn. À, 9 vòng phút. À, cốt kinh khủng. Cốt này cỡ hăm mấy á. Ây da, nó quẹt rách chân rồi các bạn ơi. Đau quá. Ok, tối nay làm clip cho các bạn coi nha. Còn con này 100k bữa nay đi mấy đơn luôn các bạn. Về anh em độ chế quạt 12V. Ở nó zin là 24V 2.2A nha. Nhưng mà con này cốt 8, cốt xoắn 8 nha. Anh em về độ chế hàng hàng mới chăm chăm chạy bi. Ha, chạy bi. Ở dưới đây là thao, nhưng mà con này cực êm. Không o e vo ve. 12V bao các bạn cánh B, cánh B3 tay voi. Cánh 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 béo các bạn. 100k. Mua từ hai con trở lên thì bao ship, một con không bao nha các bạn. Một con thì không có bao. Còn cánh này tiếp tục là 200 nha. Bữa nay cũng đi thêm còn một vài cái thôi. Cốt 12 ly inox. Con này làm cánh gáo thì hết bài. Cánh gáo lúc trước mình mua mình bán á, là cánh gáo nó xài là cái nhựa resin á, cái nhựa để mà in 3D các bạn. Nó không bền theo thời gian nha. Còn inox này thì bao bền. Các bạn chịu khó lấy kềm, các bạn bẻ cái đầu này nè, bẻ nó gập vô xíu để khi tia nước nó bắn á, nó ôm nó lấy hết cái động năng từ nước. Siêu ngon làm cánh gáo. Cặp bánh xe máy xới rìu bi, cặp này bữa nay bán cho các bạn là 650k bao ship.
lỗ 26 ly, dày cui luôn. Sắt này cỡ 5 ly, 5-6 ly. Rất là dày. Lép ride đầy đủ nha. Bên lép bên ride. Hai con này bữa nay mình xả nha, 300k một con. Anh em nào chuyển khoản mình bao ship luôn. Coi như xả cái cặp này đi. 300k một con. Đó. Bữa bán 400 mấy. Hàng này hàng của Mỹ. 300k một con, có hai con. Còn cái này chắc bao nhiêu đây mình để mình không có rã nữa các bạn. Còn còn bao nhiêu đây là cuối cùng nha. Mình ráp vô cái tay bấm á. Anh em độ chế nâng hạ. Anh em độ chế nha. Mình còn một lô tay bấm. Tay bấm này hiện tại mình không bán lẻ nữa nha các bạn. Để ráp bán đồ món cho khách. Tay bấm. Cứng như ta. Ngoài ra thì mình có còn thêm một số cái đầu cái dây mà cái dây USB nối dài các bạn. Cái combo này cộng với tay bấm là 240 nha các bạn, giá chốt giá 240 nha. Còn cái này cộng với một cái cục sạc. Cộng với cục sạc nha. Sạc này các bạn. Sạc này bây giờ nhà mình xài. Cái này là mình bây giờ chuyên xài luôn nha, bên nhà mình cũng xài. Tại nó 2 ampe thì sạc khá là nhanh nha. Đó. Thì một cục sạc này cộng với một cái đầu một cái dây ra hai hai cổng USB tròn tròn nè. Cái này là chuyên dụng cho những cái mặt bàn vậy nha các bạn. Đó các bạn không? Nó chuyên dụng luôn á. Ha, bữa mình quay nó vào đây. Chứ cái này mà mày quay bên kia á, giờ mình đút vô nha. Đó, các bạn đút vô, nó là chuyên dụng nha. Đó, các bạn cắm bạn sạc điện thoại thôi. Một cái nối dài cộng với một cái này. Trăm ca bao ship. À, trăm ca bao ship. Đó, trăm ca bao ship nha các bạn. Bao các bạn xài. Cái này hàng mới trăm trăm sạc ra 5 5V 2 ampe. Cái này bữa mình chích keo mình làm cái chuyện. À, 100k bao ship nha. Anh em về cấp điện 220 và xài 110 220 các kiểu ok hết. Hàng xịn. Con này nhà mình xài rất là nhiều luôn. Nhà mình giờ chuyển qua xài này. Đó, nhà nè các bạn nào mà có bàn văn phòng các kiểu có lỗi vậy nè. À, các bạn mua cái này. À, các bạn đưa lên. À, thì là các bạn cứ cắm điện thoại vô sạc các kiểu nha. Là ok. 100k hai cái. Ủa 100k một cặp như vậy bao ship chứ. Tại vì tiền ship á, đi toàn quốc là 30k đồng giá. Cho nên tính ra cái này là 70k các bạn. 70k. Tiếp tục tối nay cũng test và lên một số cái ứng dụng cho motor này các bạn. Motor 1224 nè. 12 3000 3500 vòng. Và 24 có loại 7000 vòng nữa nha. À, 7000 vòng. Con này 12 3500 vòng, 120W nè. Này có than nha. À, tối nay mình sẽ ráp vô hộp số hay là các ứng dụng mình báo các bạn nha. Hoặc khách nào mua lẻ thì 400k một cái. 400k một cái bao ship. Cái này anh khách đợi nha, tối nay mình gỡ ra mình nối vô cái bo điều khiển nha, mai giao anh nha. Tí anh đợi tí gửi anh clip test. À. Tí clip test. Gửi anh tối nay làm cái đơn này cho khách này với sáng mai. Đó. Bữa nay đi mấy đơn ấy luôn các bạn. À. Mitsuba 500W 12A 4V. Bữa nay đi mấy đơn luôn. Đây đặc biệt có một anh khách một đơn dây dài 4 m 24V. Đó, anh này chắc làm bơm gì ở dưới xe các bạn, gầm xe. À, kéo block nha. 24V nha. Con này kéo block 24V thì mình nghĩ là dư 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 sức luôn nha. 500W mà. Đó, các bạn cứ đá nha, nhấp điện vô nha, nhấp điện vô là nó chạy thôi. Đó, cho nên là rất là ok. Thay vì các bạn xài động cơ chổi than thì bây giờ các bạn xài không chổi than nha, rất là khỏe luôn. Ở đây mặc dù mình có làm chống ngược cực rồi nè.
À, nhưng mà mình vẫn làm cái dấu này cho các bạn, đỏ đen cấp ngược cũng không sao nha, cấp vào là tự động nó chạy tua 3.600 3.800 à, rất là khỏe luôn. Còn à, cái combo này là 520, bữa nay cũng đi mấy đơn, nói chung những cái đơn chủ lực. À, cái combo này 640 chứ, à, 640, còn cái này là 520 đây, 520. Bữa nay có một anh khách ảnh gọi các bạn, mình là tưởng ảnh cầm lem, ảnh khiếu nại về vấn đề motor bị cháy. Cuối cùng các bạn biết cái gì cháy không? Cái nguồn 12V 5A nó cháy các bạn. 12V 5A nó cháy thì các bạn, motor thì còn ngon, IC thì còn ngon ngon, mà cái nguồn nó không đủ ampere. Cho nên mấy con này các bạn chuẩn bị cho nguồn tầm tầm 10A nha. 10A là ngon. Hoặc chạy quạt đơn giản thôi thì 5A ok. Nhưng mà chạy quạt mà cánh nó xoắn á, giống như quạt tản nhiệt dạng nóng nè, à, con cánh đó không phải con nào cũng chạy được nha các bạn, tại vì cánh nó rất là khí động học, nó rất là sâu và chạy cần cái lực rất là lớn, à, cho nên là cánh đó là phải là 10 ampere. Còn mà những cái quạt gió mình bình thường đó, thì 5 ampere ok, là nó vẫn quạt bình thường, à, ok. Còn quạt lồng sóc cánh 8 ly, cái này tặng khách nào cần nhé, tặng về nắng nắng lại xài. Còn cái này tiếp tục là 250k một cái nha, vệ sinh sạch sẽ, dao nè, cân chỉnh chỉnh 0,01 mm. Alo, cái đó đợi em cái đang làm cái clip, cái đó báo anh là 4,8 triệu. Giá tốt ấy, 4,8 triệu giá tốt. Gần 30 cân. Nặng dây đồng lõi xuyến. Xem giùm em cái, em đang làm cái clip, cái anh có mấy người hỏi nha, anh có mua thì báo nhanh sớm sớm giùm em. Cái bên bãi mới về cái phát điện các bạn, phát điện 3,7 kW nha, 500 đồng dây đồng lõi xuyến 500 trắng. À, áp là 480. Còn đó ngon. Cái này à, mình xả cho các bạn 800 bao ship. Động cơ bước size 60 có thắng từ. Đó. Cái này 1 triệu 2 luôn combo 2 triệu 1 về cấp điện à, ấy. Luôn tay gạt nha, tay gạt lên xuống tải 500 kg. Bơm cánh khuấy còn mấy cái nha, Italy 450k bao ship. Còn bơm Romani 550k công suất cao hơn. Chuyên thực phẩm, cốt inox. À, hàng bao xài. Còn bộ combo quạt với một cái nguồn 24V đó, cấp điện là chạy quạt 1 tấc 8, con này 250k bao ship. Ở dưới đây nguồn Fuji, con này không biết áp cao thấp áp cao nhưng mà còn rất là mới ha, giá 1,8 triệu, luôn tay bấm điều khiển là 2 triệu, về cấp điện 220 một pha là xài. Cái này xả các bạn 600, quay 180 độ, hàng gần như mới tinh, cha băng. À, lực rất là tốt. Hộp này 80k. Encoder này 200 đổ hết, đóng giày, gói dao. Một cây ti khí. Cái này để đây nằm quên luôn. Cây ti khí. Hàng cha băng. Các bạn xem nè. À, hơi. Cây này 580k hành trình cỡ cỡ để coi trên đây, hành trình 200, thông thường hành trình là trên đây nó có các bạn nè, số ở đây nè, Makin Thái Lan hành trình 200 mm. Đó, cây này các bạn đẩy từng chừng, cái này các bạn làm cái kẹp á, kẹp để mà kẹp bao lúa 50 kg nhấc lên á, thoải mái dư sức. 580 bao ship. Hàng ngon. Hành trình 200, đầu có cục cao su. Ống kính. À, ống kính 100k 10 cái bao ship về khách nào nghiên cứu. À, khách nào mà ví dụ như mình có ý định nghiên cứu các bạn, cứ lụm đại đi các bạn. 100k không tới đâu đâu.
Đó. Các bạn biết mà mình ngày xưa không có xác định làm cái nghề này nha. Cái thời mà mình còn đi làm công ty á, ở bên Biteco á, là các bạn biết là cuối tuần á, là mình đi Nhật Tảo á, quơ đồ, đừng nói 100K các bạn, quơ hả, về cái nhà như cái núi luôn. Từ đó học hỏi nha, học hỏi, học hỏi, học hỏi. Rồi sau đó bén duyên bán đồ ve chai luôn. Các bạn học được, bạn biết được rất là nhiều điều. Ví dụ như bạn mua 100K 10 cái nha. Đó, một các bạn bán lại nữa thì cũng 100K 10 cái. Cái này là giá nó quá hời, quá rẻ rồi. Chứ giờ 100K mà anh đâu cho tôi xem tiêu cự bao nhiêu rồi sao ABCD nha. Mình đang xả kho. Đó, cái này các bạn lên Shopee Lazada là 40 mấy, 5 mấy nghìn cái nha, ngày xưa mình bán trên đó. Làm đại đi, đĩa cắt diamond kim cương không bao gì, chỉ bao ship 100K 5 cái. Đĩa cắt cái này 900, sục khí điện 100V 50 Hz, con này hàng mới, trăm trăm có vỏ có đồ luôn. Về cấp điện là vậy, có clip test nha anh em. Đĩa cắt kim cương đó, con này chỉ có bên China có thôi. Cái lỗ giữa 19 ly chỉ có China là có thôi, còn ngoài ra không chứ đâu có hết. 100K 5 cái. Cái này bán xả y HDMI mình đang cần thôi, để lại mấy cái này mình đang dọn kho các bạn. Này 100K, con này 380 mà mua nhầm không biết xài. SCR 26 A, hàng zin này, cắt tủ xuống các bạn. SCR này 100K nha, cộng cáp. Đồ dưới đây còn quá trời, không soạn lên, để mình soạn lên nha các bạn. Motor các kiểu sùm dưới đây luôn các bạn, motor kia nữa kìa, để soạn lên test. Nguồn này bữa khách nào nói lấy mình quên thì các bạn báo lại giùm nha. Đầu vào là độ không 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 đầu vào 100 120 VAC, đầu ra 48V 3.2A, 100K một cái, 100K một cái, hai cái 200 bao ship. Cái này 50K bữa khách nào nói lấy. Kẹp mũi khoan 13 ly hàng bãi, hai cái 120 bao ship. Còn cái lớn cái nhỏ là 100, cái nhỏ kẹp 10, cái lớn kẹp 13. Con này bữa nay đi mấy đơn các bạn, 250W nha, 250W đấu cái bo điều khiển 740 mình giảm còn 700 chẳng. Nguồn laser tối nay làm deep test nguồn laser 180W, có mã IL gạch U2, hàng mới, bao xài 1,8 triệu, giảm tốc chế tời. Đặc biệt là con này bán các bạn 100K nha, 100K gì các bạn quấn lại mình cắp nhầm dây nó cháy. Còn hai con này thì 400 300 350K một con, 350K con bao ship 120W 220. Con này 300W nha, 12-24 chạy 24 chuẩn, con này chuẩn là 30V, các bạn chạy 24 thì rất là khỏe nha, chế tời các kiểu. Cái này mình đã chế làm mẫu để tí làm cái clip, mình treo nó lên nha, làm cái clip rồi mình cẩu thử coi tải được bao nhiêu. Nhưng mà cái này mình làm nháp nha các bạn, phải làm sát vào nữa cho nó đẹp nha, mình cắt nó dài quá, cắt sát vào đây nè, xong rồi hàng lại.
Đó, này mình làm nó dài quá. Bữa có cái mẫu đẹp lắm mà bán rồi. Để lại ngon quá. Và đặc biệt thì mình còn một số con hàng mới chăm chăm. Hàng mới chăm chăm 1 triệu tư. Hàng mới chăm chăm. Mình vệ sinh lại sạch sẽ hết. À, đánh bóng đồ lại, hàng mới. Ok, cái này mình đã bán hết cái phần motor rồi, còn cụm này để lại các bạn 1 triệu 2 bao ship. 1 triệu 2. Không buli các bạn, không không buli nha. À, và tối nay mình rảnh mình vệ sinh sạch sẽ luôn. À, inox. À, rất là dày luôn. Inox. Tối nay vệ sinh sạch sẽ lại hết.